Sao hai thằng Tú? Ủa? Mọi người đây. Anh Nguyên ơi, nó là giả đó. Sao thành giống mình nữa mọi người? Giả cái em kìa. Nó nói là em là giả kìa anh Nguyên. Nãy giờ hai anh em mình nãy giờ ngồi chung nhau mà. Ngồi chung mà. Nó không có chân. Em hiểu nghe. Nó giả. Hello, xin chào thầy cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma TV nha mọi người. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trần Vui Đốc. Thì cả nhà thì hôm nay hai anh em mình tiếp tục quay lại cái ngôi miếu của ông già đó mọi người. Thì hôm nay thì hai anh em mình cũng đảo lỡ cái ngôi miếu nhỏ đó nữa cả nhà. Thì lần trước á thì cái vong linh đó đã bị mình dùng bát quái á cả nhà. Đánh mình như trọng thương, mình thấy lết lết á. Lúc cuối cùng mình gái mình mà anh chân trưởng đó chỉ bắt quái nó biến mất luôn. Và sẵn đây tôi cũng nói về video mà dài bữa trước là cái video mà mọi người đang xem mà tự nhiên nó thành một đen thui lùi á. Ở đen thui mà mình không biết lý do tại sao lúc mình đem về mình coi dáng bình thường mà đăng lên á thì cũng bình thường mà nó hòa phát nên không biết tại sao đen thui lùi vậy. Thì nói chung á thì cái vấn đề đó là anh em mình cũng không có biết. Không biết luôn mọi người. Biết như thế nào, cái cam của Tú như thế nào thì mình không biết. Mà cái cam của mình thì vẫn bình thường đó nha. Còn không biết cái cam của em Tú bị như thế nào mà khi đăng lên á. Về nhà xem vẫn bình thường. Nhưng mình thường. Đăng lên lại tối thui vậy. Không biết tối thui, mình thấy cái âm thanh đó mọi người thấy không? Bị gì chờ. Không biết như thế nào luôn. Thì rất là mong được mọi người thông cảm ở video đó nha. Và hôm nay á thì anh em quay đây là tiếp tục theo dõi cái hương linh này. Đúng rồi, thì hiện bây giờ là cái hương linh này nó hay giả dạng ra cháu của mình đó cả nhà. Nó dạng hoài luôn á. Đúng rồi, thì cũng hai lần ba lần gì coi. Ừ. Nói chung anh em mình á là cũng đã bàn tính ở nhà thì nhưng mà nhiều khi đến đây chào thì phải nói cho cả nhà cùng biết chứ nếu mà không nói thì cả nhà đâu biết anh em mình ở nhà bàn tính cái gì. Ừ. Như hôm bữa là anh em mình, hôm bữa Tú đã bay chụp đó, là coi như là cũng đã bàn ở nhà rồi nhưng mà thì cái video đâu có biết. Thì video bay chụp chứ đâu đâu. Thì mấy bữa trước á. Thì video mà bay chụp và tối thui á. Thì cái nhà đâu có biết. Ừ. Đâu có biết là anh em mình bàn. Đúng không? Không, cái đó là nhà em có nói. Để em có nói đâu. Thì có nói nhưng mà khi mình lại đây mình mới nói. Ừ. Là cả nhà nói tại nếu mà mình lại đây mình nói thì cái nghe. Ừ. Đó. Thật sự mà không nói thì cả nhà đâu có biết anh em mình vừa tính về. Đúng rồi. Ok cả nhà thì hôm nay thì anh em mình sẽ đảo lại để theo dõi cái vong linh này có thể cô có thể tiếp cận được hay không. Thì thấy cái vong này thì thật sự là nó rất là dữ. Mà mình không biết là cái hương linh này họ ví dụ như mình có thể tiếp xúc được á, mình có thể tiếp cận được, mình có thể là tìm ra cái ngọn ngành cũng như là từ đâu mà hương linh họ đến đây. Nhưng mà thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị nói là giống cô gái 17 tuổi quá. Thật sự thì anh em mình nghĩ là không phải cái vong của cô gái 17 tuổi đâu cả nhà. Không phải. Tại vì cái nơi nào mà họ mắc ở đó luôn là họ đó luôn rồi chứ không có đi. Nó ngoại trừ là có thể đi siêu thoát nọ đi thôi chứ bình thường cái vong linh này thì theo anh em mình tại vì cái nơi này cũng xa cái nơi kia lắm phải gần đâu từ cái nơi khác lại tại vì hôm trước là có một cái vong dữ ở đây nhớ không. Ừ. Vong dữ mà bị ông già bắt rồi đó, bị ông già bắt rồi cho nên chắc cái vong này ở đâu lại đây thôi. Thì cũng có một số anh chị comment kêu là anh em hãy vào miếu cúng kiến và nhờ sự giúp đỡ của ông già. Đúng rồi. Để ông già có thể hiện thân ra và có thể là thu phục cái hương linh đó hoặc là dắt nó đi tu hay thế nào đó chứ nó không dữ quá. Nó thì ý kiến đó thì anh em cũng rất là tiếp nhận và rất là cảm ơn chị. Đúng rồi cả nhà, thì cái ý kiến đó thì anh em mình cũng rất là cảm ơn cái những cái ý kiến hay của quý cô chú anh chị. Nhưng mà thật sự không phải là cầu là được đâu cả nhà. Vậy? Không phải là cầu là được đâu. Khi là cái vòng đó nó có duyên với ông già cho nên ông dẫn đi hay như thế nào đó. Ừ.
đôi khi thì mình dùng mình cầu và mình cúng mình cầu thì đôi khi thì mình cầu cho có cái lòng tin đúng không, cũng như mình cầu hên xui, ví dụ như ông già có thể giúp được thì ông có thể hiện ra và giáo hóa hương linh đó và thể dắt hương linh đi tu đi học, có thể là siêu thoát đó. Còn vấn đề mà chắc phần trăm trăm thì anh em không dám chắc. Đúng rồi, tại vì là mình cũng, anh em mình cũng nói trước là coi như là không phải là cầu mà được. Thì ok, thì chắc lẽ thì anh em mình nói hơi dài dòng xíu thì mọi người thông cảm nha. Thì bây giờ thì chắc lẽ anh em mình sẽ mời mọi người vào cái khu vực cái miếu nhỏ bên trong nha mọi người. Ok cả nhà, thì xin mời cả nhà cùng đi nha. Đi thôi mọi người. Ok, okay cả nhà. Thì mời quý anh chị mình đi với anh em mình vào trong nha. Mọi người thấy cái cây này nè. Cái cây này cũng không còn cái lá đâu mọi người. Trời lủi luôn, giống như cây chết queo quá. Tiếng lá rụng xào xạc có nghe như là tiếng nước trăng giống như người đi là anh em mình khi mà về anh em mình xem lại video á, anh em mình cũng tỉnh sốt luôn ấy nè. Tưởng đâu là có tiếng người đi không à, ai về đâu nghe kỹ là người là tiếng lá rụng, nó rụng nhiều quá thì nghe xào xạc hoài liên tục. Những cái cây mọi người thấy không, những cây cổ thụ mà loại cây này nè, nó có những cái gốc rễ á, là cái bông linh này là ở trên cái cây này. Ừ, mà những cái tập sau anh em mình cúng lần miếu với cái qua cây đó, chắc em nghĩ là nó theo cái chỗ mình cúng á. Đúng rồi, giống như là hôm trước mà mình cúng đây thì nó ở đây là nó hưởng á, mà khi mình qua miếu mình cúng thì nó lại cây kia nấp bên kia trốn bên kia, nó qua bên đó nó ăn. Đúng rồi, thì không biết như thế nào, hay là lúc trước á, trước là mình cúng ở cái gốc cây này thì anh em mình đâu có bị gì đâu. Ừ, mà sao từ lúc mình qua không, mà mình cúng bên đó mình cúng bên miếu đó sợ nó dành ăn á, dành ăn hoặc là nó giống như mình cúng bên đó là cho miếu á thì rồi, đôi khi nó ăn không được, nó muốn giống như là nó làm gì cho mình cúng cho nó á. Bởi vì những cái lần trước mình cúng đó đều gặp nạn. Để coi hôm nay cây thế nào nha. Cạc hết hồn. Bây giờ tiếng động hoài, nghe tiếng lá rồi sạc 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 hoài, tiếng đâu như mấy chân người đi. Thì ok cả nhà, thì anh em mình quay đến nhà cũng một vòng rồi, cũng rất là bình thường như mọi bữa thôi. Thì chắc có lẽ thì anh em mình sẽ dừng để đặt camera mọi người. Anh em mình đã quay một vòng trên những cái thân cây này rồi cả nhà, thì cũng không có phát hiện cái gì hết trơn á, không có thấy cái bông linh xuất hiện luôn. Thì chắc có lẽ anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị đặt phái vào cái ngôi miếu nhỏ này cả nhà. Thì ok, thì anh em sẽ tạm dừng nha mọi người. Rồi ok nha, thì hôm nay anh em mình là đặt những cái miếu mọi người. Thì giờ anh em mình sẽ cúng kiến và đốt nhang luôn nha. Ok cả nhà, thì cũng như mỗi khi thì anh em mình đến đây đều cũng chuẩn bị một ít bánh và lại một ít dưới tiền vàng bạc cả nhà. Thì em sẽ bánh nha. Có hơi gió rồi, chứ không có mạnh. Gió đó thì không có trái rồi. Yeah.
gió vậy ta. Để nha, cho hơi dày dày đi, mỏng bay. Ngọn không cháy nè. Ô nó bay. Đó ok nha. Thì giờ anh em mình sẽ đẩy cái này đi ra ngoài nha mọi người. Thì anh em mình ra ngoài cả nhà, trong này cái nhà quan sát cả nhà. Để xem hôm nay cái linh đó có xào thế nào rồi.
Thì cái nhà mình nếu mà xem lúc mà anh em đặt ha, mà thấy cái hương linh hôm trước mà nó có xuất hiện cả, mọi người nhớ comment cho anh em biết, và cũng như là gió vậy á. Còn kiểm tra bấm được rồi, có vấn đề gì không? Gì? Là hai thằng Tú. Ủa? Mọi người đấy. Nó là giả đó. Không, không giống mình nữa mọi người. Giả cái em kìa. Nó nói là em là giả kìa anh Nguyên. Nãy giờ hai anh em mình nãy giờ ngồi chung nhau mà. Ngồi chung mà. Nó không có chân. Em nghe. Nó giả. Nè. Giả tao nè. Ôi. Mọi người ơi, bữa nay nó giả cho mình luôn mọi người. Mà biết sao không? Tại vì hai anh em mình ngồi chung với nhau từ lúc đi ra ngoài đến lúc vô luôn. Thì lúc mà nó xuất hiện á thì mình sợ là sợ anh Nguyễn nhận ra thôi. Tại cái mặc đồ y chang mình luôn. Tại vì á nãy giờ anh em mình ngồi ngoài đi vô chung mà nhìn cái hồi nãy nhìn cái em thấy nó không có chân. Ừ, nó không có chân. Thấy nó giống như lửng sao đâu á. Mọi người thấy cái hương linh nó gian manh ghê không? Thật sự là quá gian manh luôn. Hôm trước thì giả thằng cháu mình ở Vĩnh Long. Hôm nay nó giả dặn luôn cả mình luôn mọi người. Mà nó nói là em thiệt, em thiệt. Ừ, nó là em thiệt, em nó chỉ cho em mà nó nói em là giả, nó mới là thiệt. Thật sự. Kiểu cái nhà thì hôm nay thì nói chung là cái bông linh nó dám gan lại giả cho em Tú luôn cả nhà. Mà trong khi đó là hai anh em mình đang ngồi ở đây luôn. Đó, trong khi đó là hai anh em mình đúc đặt ngái và cúng kiến xong thì anh em ra ngoài ngồi ở ngoài. Đó. Thì đi vô cũng đi chô chung. Đó. Thì không biết là từ nãy giờ mà anh em mình lúc mà anh em mình ngồi ở ngoài á thì cả nhà ở đây quan sát cả nhà có thấy được bông linh nó có giả và Tú để đến hưởng nhang hoặc là bánh hay không thì cả nhà hãy comment ở bên dưới cho anh em mình biết cả nhà. Mà cũng ai biết sao, cũng mà hai anh em mà từ đầu cái mùa đi ra đi vô chung đó, phải nếu mà đi lẻ thì chắc không biết là anh không biết là nhận hay không luôn á. Tại vì nhìn lúc giống hệt nhau luôn. Lúc đó là bó tay luôn. Ừ. Mặc áo y chang gì luôn. Ừ, y chang luôn. Thì nói chung là rất là may mọi người. Thì chắc có lẽ thì thôi anh em mình tạm dừng video ở đây và đi về mọi người. Thì câu linh này nó rất là văn manh. Ok cả nhà, thì nếu mà cả nhà có yêu quý anh em mình thì cả nhà hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của anh em mình cả nhà. Ok, chào mọi người nha. Chào cả nhà.